Nhiều hãng vẫn đang đẩy mạnh việc lắp ráp, sản xuất xe tại Việt Nam khi mà xe nhập khẩu Đông Nam Á hưởng 0% thuế vẫn đang hấp dẫn, và xe nhập châu Âu cũng dần được giảm thuế theo lộ trình hiệp định EVFTA. Hyundai Việt Nam mở bán 4 xe mới trong năm nay gồm Castin, Palisade, Venue và Ion EQ5. Cả 4 mẫu xe này đều được lắp ráp trong nước. Mẫu xe thứ 5 được lắp ráp tại Việt Nam năm nay của hãng xe Hàn Quốc là Creator, sau khi đổi từ nhập khẩu Indonesia. Castin là mẫu minivan có giá rẻ nhất trên thị trường, chỉ từ 850 triệu đồng. Mẫu xe này có kích thước tương đồng với Carnivan, với chiều dài 4.950mm, rộng 1.850mm và trục cơ sở 3.055mm. Một số trang bị tiện nghi nổi bật của Castin có hai ghế cơ trưởng, ghế có chỉnh điện, nhớ vị trí, làm mát và sưởi, màn hình cảm ứng 10,4 inch, điều hòa tự động, phanh đỗ điện tử, hai cửa sổ trời lớn. Trang bị an toàn đáng chú ý có gói Smart Sense, động cơ xăng 1.5 lít và 2.0 lít, kết hợp số 8 cấp. Palisade không chỉ là xe lắp ráp duy nhất phân khúc mà còn có giá khởi điểm, cũng rẻ nhất phân khúc từ 1,469 tỷ đồng. Mẫu xe này cạnh tranh Explorer và Teramont. Xe có trang bị tiện nghi như xe sang, với hai ghế cơ trưởng, ghế trước chỉnh điện 12 hướng, màn hình cảm ứng 12,3 inch, điều hòa tự động, phanh tay điện tử, cổng sạc cho ba hàng ghế. Trang bị an toàn của xe cũng có gói Smart Sense. Động cơ dầu 2.2 lít dùng chung cho mọi phiên bản. Xe dùng hộp số 8 cấp, dẫn động 4 bánh. Venue là mẫu xe nhỏ nhất, mới nhất của Hyundai và được lắp ráp trong nước. Đối thủ của Venue là Rise và Sonet. Giá xe từ 539 triệu đồng. Trang bị tiện nghi bên trong mẫu SUV nhỏ cho đô thị có màn hình trung tâm 8 inch, kết nối Apple CarPlay, Android Auto, âm thanh 6 loa, đồng hồ dạng kỹ thuật số. Ghế da pha nỉ, điều hòa tự động có cửa gió sau, cửa sổ trời, đề nổ từ xa, trang bị an toàn của xe ở mức cơ bản, không có Smart Sense. Động cơ xăng 1.0 lít, hộp số 7 cấp ly hợp kép dùng cho hai phiên bản. Ion EQ5 là mẫu xe điện hiếm hoi không thuộc thương hiệu VinFast được lắp ráp ở Việt Nam. Mẫu xe này có giá từ 1,3 tỷ đồng. Kích thước xe lấp lửng giữa phân khúc C và D, với chiều dài 4.635mm, rộng 1.890mm. Trục cơ sở tới 3.000mm mang đến không gian rộng rãi bên trong. Về hệ thống giải trí, xe được bố trí cụm màn hình đôi 12,3 inch kết nối Android Auto, Apple CarPlay. Trang bị an toàn nổi bật với gói Smart Sense. Động cơ điện kết hợp pin cho tầm vận hành trên lý thuyết là 384 km. Creator đã quen thuộc với khách Việt khi ra mắt từ năm 2022. Tuy nhiên, đến năm 2023, xe được đổi sang lắp ráp trong nước thay vì nhập Indonesia. Mẫu xe này cùng phân khúc với Celtis, HRV, Yaris Cross. Trang bị nội thất đáng chú ý với ghế trước tích hợp làm mát, chỉnh điện, đồng hồ dạng màn hình điện tử, màn hình trung tâm lớn, âm thanh 8 loa, trang bị an toàn của xe nổi bật với gói Smart Sense. Động cơ xăng 1.5 lít và hộp số CVT dùng chung mọi phiên bản. Peugeot 408 là mẫu coupe SUV hạng C đầu tiên tại Việt Nam. Xe có giá bán khởi điểm từ 999 triệu đồng và được lắp ráp trong nước. 408 có ngoại thất cá tính với phong cách cúp, mâm 20 inch và lưới tản nhiệt lớn. Trang bị nội thất có màn hình trung tâm 10 inch, màn hình cảm ứng 5 inch điều khiển ở phía dưới, màn hình 10 inch sau vô lăng, âm thanh 10 loa phô cờ, ghế tích hợp làm mát, massage. Mẫu xe này có nhiều tính năng an toàn tiên tiến. Động cơ 1.6 lít xăng tăng áp cho công suất tới 216 mã lực, kết hợp số 8 cấp và dẫn động cầu trước. Huling Hongguang Mini F là xe nhỏ nhất được lắp ráp trong nước. Mẫu xe này có chiều dài chỉ 2.920mm, rộng 1.493mm. Giá xe từ 239 triệu đồng. Trang bị của xe ở mức cơ bản, với đèn chiếu sáng LED, màn hình 7 inch bên trong, điều hòa cơ, chìa khóa cơ. Động cơ điện có công suất gần 27 mã lực. Pin xe cho phép chạy tới 170 km trên sạc theo lý thuyết. Thời gian sạc đầy là 9 tiếng với bản pin lớn nhất. Mercedes-Benz. Lần đầu tiên Mercedes-Benz cho lắp ráp một mẫu xe hiệu suất cao tại Việt Nam. Phiên bản C43 của C-Class có trang bị cơ bản giống C300, khác biệt ở body kit thể thao hơn một chút, mâm 19 inch, vô lăng AMG Performance. Điểm nổi bật của bản C43 là động cơ 2.0 lít mild hybrid, công suất tới 408 mã lực, mô men xoắn 500 Nm, kết hợp số 9 cấp và dẫn động 4 bánh. Bánh sau của xe đánh lái được 2,5 độ. Chế độ lái Race Start cũng là điểm khác của C43 so với bản thường. VinFast. Năm nay, VinFast mở bán 3 mẫu xe mới đều được sản xuất tại Việt Nam gồm VF5, Plus, VF6 và VF7.
VinFast VF5 Plus hiện là ra xe giá rẻ nhất của hãng được bán thương mại ra thị trường. Xe có giá bán ban đầu là 458 triệu đồng chưa kèm pin, sau đó khuyến mãi còn 428 triệu đồng cho khách tiên phong. Trang bị tiện nghi của xe ở mức cơ bản, còn trang bị an toàn cao cấp nhất phân khúc xe hạng A với ga tự động, cảnh báo điểm mù, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo luồng giao thông đến khi mở cửa, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cảm biến sau, cân bằng điện tử, giám sát áp suất lốp, động cơ điện và pin cho phép di chuyển tới khoảng hơn 300 km trên sạc. VF6 thuộc phân khúc B với chiều dài 4.238 mm, trục cơ sở 2.730 mm. Mẫu xe này có ngoại thất hiện đại, mâm lên tới 19 inch lớn nhất phân khúc. Trang bị nội thất có màn hình 12,9 inch trung tâm, HUD, cần số điện tử, phanh tay điện tử, gương chống chói tự động, công nghệ an toàn đầy đủ các tính năng ADAS. Động cơ điện của xe và pin cho tầm vận hành lên tới 399 km trên lý thuyết. Bản cao cấp nhất mạnh 201 mã lực. VF7 thuộc phân khúc C, có giá từ 850 triệu đồng cộng thuê pin. Xe có kiểu dáng SUV light chút cúp hiện đại. Trang bị bên trong giống các xe điện VinFast khác với màn hình 12,9 inch, HUD, phanh điện tử. Mẫu xe này có cửa sổ trời toàn cảnh. Công nghệ an toàn ADAS của VF7 có 11 tính năng cơ bản, 15 tính năng nâng cao. Động cơ điện có công suất tới 349 mã lực. Pin xe cho phép chạy xa nhất 431 km trên sạc theo lý thuyết.